tại Đà Nẵng, Cục Chính trị Quân khu tổ chức tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. 5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ cơ quan Cục Chính trị được triển khai tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị trong Cục. Tiêu biểu là hội đã triển khai nhiều mô hình, cách làm đa dạng, sáng tạo như hành quân về nguồn, tham quan các di tích lịch sử văn hóa, ra mắt câu lạc bộ phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát du, hát dân ca, tham gia và đạt giải nhất liên hoan hát du, hát dân ca của quân khu năm 2017. Đại diện cho phụ nữ quân khu thi cấp toàn quân, giành cờ xuất sắc, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng cục Chính trị tặng bằng khen. Nhiều cán bộ hội viên thực sự là những bông hoa tươi thắm, ý chí nghị lực vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, rạng ngời nét đẹp, trung hậu, đảm đang. Trong thời gian tới, Ban chấp hành hội cùng toàn thể chị em phụ nữ cơ quan Cục Chính trị tiếp tục đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Phụ nữ Cục nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra, góp phần xây dựng người phụ nữ quân đội đạt tiêu chí 4 tốt, sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt. Dịp này, Cục Chính trị đã trao giấy khen cho các điển hình tiên tiến của phụ nữ Cục trong các phong trào hội thời gian qua và nghe phổ biến, truyền thông về kế hoạch hóa gia đình.